quân sự ạ? Nói, cứ nói. Thì tôi nói như thế này. Bây giờ là thứ nhất là cũng không được chuẩn bị trước. Cho nên là trong khi tôi nói thì có thể là còn thiếu những ý. Thí dụ tôi muốn khen điểm này, điểm kia, nhưng mà có thể là nó hơi bất ngờ. Cho nên là tôi có thể nói không được, được hết cái điểm tốt. Thế thì thứ nhất là tôi nhận xét về hướng dẫn viên du lịch. Thì như tôi đã nhận xét ở cái tờ nhận xét chung gửi lại công ty về tinh thần phục vụ thì rất là chu đáo, có dặn dò kỹ lưỡng, chu đáo chúng tôi từ lúc chúng tôi chưa xuất phát lên đường ở nhà. Thế và khi bắt đầu tiếp cận với hướng dẫn viên du lịch thì chúng tôi được đón tiếp với một tinh thần rất thân thiện và rất nhiệt tình, giúp đỡ, hỗ trợ những thành viên khi gặp những chỗ lúc khó khăn. Thì đấy là cái những điều tôi nói hôm nay là điều thực sự. Cái thứ hai là về các cái bữa ăn cho khách hàng cho các khách hàng trong đoàn. Thì hành khách trong đoàn không biết tôi gọi được là cái gì, gọi là khách hàng đi. Thì nói chung là rất là chu đáo. Nhìn chung là các bữa ăn là chúng tôi đều khen ngợi, chọn được những cái món đặc sản của địa phương, những cái món mà có tiếng, đã được đồn, được truyền trong xã hội thì về đây chúng tôi được thưởng thức. Đấy là về các bữa ăn. Về nhà chỗ ở thì chúng tôi thấy là như thế là rất là tốt rồi. Thôi thì với điều kiện một cái mức giá của một tour như thế này thì chỗ ở như thế là rất là tốt rồi đó. Thế còn về cái chất lượng, về kiến thức, hướng dẫn, truyền đạt trong các điểm tham quan, du lịch thì tôi rất là khen, riêng bản thân tôi rất là khen. Qua cái chuyến đi du lịch này thì tôi bổ sung được thêm rất nhiều kiến thức bổ ích mà trước đây tôi chưa có được đầy đủ như thế. Đấy là về kiến thức, về cách truyền đạt thì tôi thấy hướng dẫn viên du lịch của công ty là có một cái năng khiếu sư phạm, truyền đạt dễ dàng, dễ hiểu và chính xác. Đấy là cái kiến thức, cái cách truyền đạt. Thế còn về lái xe. Rồi, phần thứ hai là về nhà xe. Thứ nhất là tôi nhận xét về tài xế. Tài xế rất là chững chạc, lái xe bình tĩnh, cẩn thận và cũng phụ với giúp với chúng tôi trong những lúc khó khăn. Đấy là cái riêng về tài xế. Thế còn về xe thì chúng tôi phải nói là đã nói với nhau rồi, quá tốt, đi rất là êm, xe mới, sạch sẽ, lịch sự. Và đặc biệt là đi rất là êm, không bị say xe. Tôi mọi khi đi là đi có 40 cây số ở nhà mà còn về phải nằm mấy tiếng, nhưng mà đi cái xe này tôi thấy là không có say. Thì đấy là cái thực tế nó như thế. Và tài xế xe như thế là đi chúng tôi rất yên tâm, gửi tính mạng cho mình vào tay lái của tài xế như thế là chúng tôi rất yên tâm. Thì đấy là tôi nhận xét. Thế còn để nhường phần góp ý cho những thành viên khác thì cảm ơn.